Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Mark News của Mark Channel. Ngày hôm nay, thời tiết lại nắng nóng như mùa hè và đó cũng là độ nóng trên thị trường công nghệ trong những ngày gần đây. Và giờ hãy cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong bản tin ngày hôm nay. iPhone 7 sẽ không có jack cắm tai nghe. Đó là câu hỏi được đặt ra và thu hút sự quan tâm của giới công nghệ. Thời gian gần đây đã có nhiều tin đồn xung quanh chiếc iPhone thế hệ tiếp theo, có thể gọi là iPhone 7, khiến cho thiết bị này đang dần trở nên nóng hơn trên các diễn đàn công nghệ. Mới đây nhất, một bằng sáng chế của Apple đã tiết lộ khả năng iPhone 7 sẽ được trang bị tính năng chống thấm nước. Trong khi đó, một nhà phân tích người Trung Quốc, người thường xuyên có những dự đoán chính xác liên quan đến các thiết bị mới của Apple cho rằng iPhone 7 sẽ có RAM lên đến 3GB. Song song đó, iPhone tiếp theo chỉ mỏng 6mm so với con số 7,1mm của iPhone 6S. Nhưng để đạt độ mỏng đó, một số thành phần sẽ phải hy sinh. Một bài viết mới đây trên website Mako Takara của Nhật cho rằng để chống nước cho iPhone 7, Apple sẽ loại bỏ cổng cắm tai nghe 3,5mm trên thiết bị này để có được số đo siêu mẫu trên. Và để hạn chế nước ngấm vào thiết bị, thay vì sử dụng cổng kết nối chuyên dụng thì người dùng iPhone 7 sẽ sử dụng tai nghe thông qua kết nối Bluetooth hoặc cổng Lightning. Trang trên cũng cho rằng Apple sẽ bán kèm iPhone 7 với tai nghe cáp chuyên đổi sang kết nối 3,5mm từ cổng Lightning để đảm bảo tính tương thích cho thiết bị. Một thiết bị BlackBerry bí ẩn vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của GF Big Bench. Chiếc máy này sẽ sử dụng con chip Exynos 7420 tương tự như trên các thiết bị cao cấp của Samsung. Theo số liệu từ GF Big Bench, các thông số kỹ thuật khác của smartphone này gồm màn hình 5,1 inch với độ phân giải 1440x2560 pixel Quad HD, đồ họa Mali T760MP8, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Ngoài ra, chiếc điện thoại BlackBerry còn sở hữu một camera chính với độ phân giải 16MP, camera phụ 5MP và chạy hệ điều hành Android 5.1.1 của Google. Thông số kỹ thuật này khá giống với hai chiếc điện thoại được phát hành gần đây của Samsung là Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge. Theo một số nhà phân tích thì thiết bị này có thể là chiếc BlackBerry Vienna từng lộ diện cách đây ít lâu. Đây là model được trang bị bàn phím QWERTY kết hợp với màn hình cảm ứng. Tài khoản Evilic vừa tiết lộ một số hình ảnh báo chí về chiếc tablet Mercury của Microsoft. Nhiều tin đồn trong thời gian gần đây cho rằng Microsoft đang phát triển mẫu tablet Surface Mini. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như đã bị hủy bỏ do Microsoft cho rằng thiết bị khó lòng đạt được thành công về mặt thương mại trong điều kiện hiện nay. Mới đây nhất, người dùng Evan Blass đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về một chiếc tablet đã từng bị Microsoft hủy kế hoạch phát hành. Thiết bị có tên mã là Mercury, có thiết kế giống như một chiếc smartphone Lumia cỡ lớn với máy ảnh và hệ thống loa được bố trí phía sau. Mercury sở hữu màn hình có độ lớn từ 7 đến 8 inch với phần viền siêu mỏng. Một số chuyên gia cho rằng Surface Mini và Mercury có thể là cùng một sản phẩm. Samsung sắp ra điện thoại hai màn hình, cuộn được như giấy. Theo Phone Arena, bằng sáng chế của Samsung nộp lên USPTO đã nhắc đến một mẫu smartphone hai màn hình có khả năng gập mở như tablet và cuộn tròn như một tờ giấy. Hãng điện tử Hàn Quốc được cho là đang phát triển mẫu điện thoại gập Project Valley với tên mã là SMG929F. Trước đây, tên mã của Galaxy S6 Edge cộng với màn hình cong hai cạnh là SMG928F. Sự kiến bản thương mại của Project Valley sẽ được bán ra tại thị trường Hàn Quốc, châu Âu và Bắc Âu. Cấu hình của mẫu smartphone này chưa được tiết lộ, tuy nhiên đáng chú ý rằng màn hình chính trên bản phác thảo của Project Valley xuất hiện biểu tượng iPod. Tên gọi của bằng sáng chế là Foldable Device and Method of Controlling the Same được Samsung nộp lên USPTO vào ngày 26 tháng 5 năm 2015. Theo bằng sáng chế mô tả, thiết bị mới sẽ có hai trạng thái, cuộn lại thành hình ống và kéo ra thành một màn hình lớn để sử dụng. Màn hình cuộn cho phép người dùng có thể dễ dàng cắt và di chuyển thiết bị hơn. Bằng sáng chế của Samsung còn cho phép cầm smartphone theo dạng một cuốn sách. Điều này cho phép người dùng vừa có thể thu gọn được kích thước thiết bị, nhưng khi cần họ vẫn sử dụng được màn hình lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Và đừng quên subscribe để đón chờ những tin tức hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!